Rồi, chào các bạn. Như lời đã hứa thì mình bây giờ bắt đầu từ bây giờ cho đến hết dịch Covid, mình mỗi một tuần mình sẽ đăng một clip hướng dẫn về một trò về Matrix để các bạn ở nhà có thời gian tập luyện. Trò đầu tiên của tuần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về một trò là trò Cup and Ball. Bạn search ở trên Google hoặc YouTube. Nhưng đây là Matrix, chúng ta sẽ nó với lại bút tông và giấy. Đây là hai thứ rất sẵn có trong quầy bài các bạn. Để diễn trò này, đầu tiên các bạn phải đưa cho khách hàng một cái nhìn, đấy là nó rất thật. Và các bạn phải làm thật chậm. Đối với trò này, bạn làm càng nhanh nó sẽ không có gì vi diệu cả. Nếu các bạn làm thật chậm và đưa cho khách hàng cái mà khách hàng có thể tin tưởng được là nó đúng là như thế thì nó sẽ rất là hay. Để diễn trò này, đầu tiên các bạn cần 3 cục bút tông, 3 cục giấy và thêm một cái cục giấy bên cạnh để diễn. Đối với cục này, đầu tiên ý, các bạn hãy cuốn kẹp nó vào ngón tay. Thì này, khi bạn kẹp nó vào thì cố gắng làm sao để các bạn có thể uyển chuyển nhất, linh hoạt nhất đối với bàn tay này. Đừng để nó cứng quá như này thì khách hàng sẽ rất dễ gây chú ý cho khách hàng về cái bàn tay bên này. Thứ hai, khi bạn nói về cái quy luật trò chơi đối với khách hàng ấy, thì các bạn hãy sử dụng cái tay bên này là chính. Đấy. Là vì nếu các bạn để yên một tay bên này thì khách hàng sẽ luôn luôn để ý tay của bạn là tại sao để im. Còn nếu bạn dùng cái tay này bạn nói chuyện và thiệu cho khách thì khách hàng sẽ rất ít khi để ý. Đấy. Đó. Tiếp theo, hãy show khách hàng ba cái bút tông không có gì, đúng nó không có gì hết trong tay. Các bạn có thể ôm như này được, hoặc bạn có thể cầm được. Đấy. Khi bạn chuyển tay từ cái tay bên này và chuyển sang tay ôm bút tông ấy thì bạn hãy thả luôn cái cục giấy ra. Thảo lấy này. Đó. Đó, chuyển qua hạ. Rồi. Đầu tiên ấy, cái bút tông đầu tiên các bạn đưa ra là bút tông có gì, các bạn phải show cho mọi người xem. Đó, thật chậm rồi. Đó. Đó. Ha, ôm xuống. Ôm xuống. Rồi, tiếp theo hãy làm sao cho thật huyền ảo. Tắt mồm vừa nói, tay phải vừa làm. Úp lên. Mình đang xoay bút tông đơn giản mà. Đó, hai cổ xuống. Đó, ba cổ. Thành một. Rồi, sau đây mình sẽ là clip mà mình diễn thật sự với nó. Rồi, sau đây mình sẽ diễn cho bạn một cái trò Matrix về Cup and Ball.